Sáng 18 tháng 9, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thiện Hiệp, giám đốc công ty Luật Việt Tâm 13 năm tù và luật sư Nguyễn Quang Trung chưa bị đình chỉ tư cách hành nghề, 8 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ án, tháng 8 năm 2020, cảnh sát bắt giữ 8 người của công ty cổ phần tập đoàn Thời gian vàng, gọi tắt là công ty Thời gian vàng, gồm chủ tịch Nguyễn Khắc Đội do có hành vi kinh doanh đa cấp trái phép. Tháng 4 năm 2023, ông Đội bị phạt 16 năm tù về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hành hành vi chiếm đoạt tài sản. Thư ký của ông Đồi khi biết người này bị bắt đã tìm gặp Nguyễn Thiện Hiệp để tư vấn bào chữa cho sếp của mình. Lúc đó bị cáo Hiệp nói nhóm của Đồi có thể bị xử hai hành vi gồm kinh doanh đa cấp và lừa đảo. Nếu muốn chỉ bị xử về hành vi kinh doanh đa cấp cần chi 5 tỷ đồng. Sau đó, nữ thư ký về đã họp ban điều hành công ty thời gian vàng nói về sự việc nêu trên và mọi người đều đồng ý chi 5 tỷ đồng để nhờ Hiệp bào chữa, xin chỉ bị xử về hành vi kinh doanh đa cấp. Ngày 16 tháng 8 năm 2020, một số thành viên công ty Thời gian vàng cầm 1 tỷ đồng đến công ty luật Việt Tâm để ký hợp đồng dịch vụ pháp lý. Bị cáo Hiệp chỉ đạo nhân viên là Nguyễn Quang Trung soạn hợp đồng này trị giá 200 triệu đồng. Với số tiền 5 tỷ đồng chạy tội, các bên ký với nhau một phụ lục hứa thưởng. Hai ngày sau, có thêm 2,2 tỷ đồng được chuyển cho bị cáo Hiệp theo phụ lục này. Sau đó, phía công ty thời gian vàng yêu cầu hủy hợp đồng, đòi lại 3,2 tỷ đồng đã chuyển với lý do không tin tưởng Nguyễn Thiện Hiệp, song bị cáo này không đồng ý. Ngày 23 tháng 8 năm 2020, bị cáo Trung đã soạn biên bản, ghi ý kiến các bên và cũng ký vào biên bản. Trong gần một tháng sau, phía công ty thời gian vàng đòi tiền bị cáo Hiệp, song không được đáp ứng nên tố cáo. Cảnh sát đã bắt Hiệp vào tháng 5 năm 2022 và Trung vào tháng 4 năm 2023. Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thiện Hiệp cho hay đã dùng số tiền nhận được đi xử lý một số việc nhưng không có chứng cứ chứng minh. Đồng thời bị cáo cũng thừa nhận phạm tội lừa đảo, ngỏ lời xin lỗi bị hại. Ngược lại, luật sư Nguyễn Quang Trung kêu an nói không biết việc giám đốc của mình có thỏa thuận chạy án cho nhóm công ty thời gian vàng. Bị cáo soạn thảo hợp đồng theo chỉ đạo của Hiệp chỉ để tham gia bào chữa, không có mục đích khác. Tòa án xác định trong ngày 16 tháng 8 năm 2020, bị cáo Trung có tham gia tư vấn soạn hợp đồng và với tư cách là luật sư, bị cáo buộc phải biết cấp trên của mình có hành vi vi phạm pháp luật. Tuy vậy, các cơ quan tố tụng ghi nhận Nguyễn Quang Trung không được hưởng lợi trong việc chiếm đoạt tiền, do đó, tòa án tuyên bị cáo Hiệp phải trả lại 3,2 tỷ đồng cho bị hại, còn Trung không phải bồi thường.